sau đây tôi xin đọc nguyên văn thư của tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Tôi thân ái gửi tới các thầy cô giáo. Không khí tưng bừng phấn khởi của đất nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cùng niềm vui ngày hội. Chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và thành công. Trong trường tiểu học Lê Văn Thọ chịu sự ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, việc dạy và học tập trung tại trường như thường lệ. Bộ quản lý giáo viên nhà trường luôn cố gắng trong công tác giáo dục học sinh, những công tác giảng dạy và học của thầy trò trường tiểu học Lê Văn Thọ. Ở nhà trường xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của quý thầy cô và các em học sinh trong năm lãnh đạo ban ngành đoàn thể địa phương của ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực rằng trong năm học mới 2020 của các ban ngành đoàn thể địa phương để phát huy những kết quả đã đạt được 2020-2021 bắt đầu khi dịch bệnh Covid vẫn chưa hoàn toàn. Nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm của thầy và trò nhà trường lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới hơn nữa. Cúc trong năm học mới, chúc các thầy cô giáo và các em có nhiều thành tích đã lắng nghe phần diễn ra theo trường. Và các bạn lớp 1 ơi, các bạn chúng ta sẽ mời đẹp lên nè. Hôm nay các bạn học sinh lớp 1, tôi thấy các bạn rất ngồi thẳng lên nè. Đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm, chúng ta chưa tập trung mà chúng ta còn nói chuyện rất nhiều. Chúng ta sẽ hứa bắt về sân khấu cùng nghe tiếng chúc trường. Chiến thắng huy hoàng, hồi lòng đốt tranh và dân chủ cộng hòa, tháng chi đâu thành công. Các bạn vỗ tay lớn nào. Việt Nam Hồ Chí Minh, hát vào với thầy. Việt Nam công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng với chủ đề thiếu nhi thành phố đoàn kết chăm ngoan. Ngoài ra, liên đội còn thiếu nhi trong năm học cũng như khen tưởng tập thể liên đội có thành tích tham gia tốt giải bài Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng trong năm học 2019. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Em lồ lồ anh cái. Cái giáo viên đi để tin vào tiếng Anh, để tin vào tiếng Anh, để tin vào tiếng Anh.
Mời tất cả các bạn nằm trong buổi nghi lễ di chuyển xuống. Xuân cho thời nào? Không có thể trên dọc hành lang nữa, di chuyển nhanh chóng tại đây. Don't
sĩ số lớp là 47 em. Lớp 118 do cô Nguyễn Thị Lan Hương chủ nhiệm là cô rèn luyện. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. Nhiều kết quả tốt trong năm học. Mỗi em sẽ là con ngoan trò giỏi. Cháu bác học Lê Văn Thọ sẽ là mái nhà thứ hai của các em. Các em học sinh lớp 1 chúng ta cứ đứng nha. Nào bây giờ tất cả các em để chúc mừng chào đón các em. Xin mời nhà ạ. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu đi phục khăn quà các em chuyển đổi lại cho cô. Đội nghi lễ về vị trí. Để chúc mừng sự khởi đầu của trường chúng ta trong năm học mới hôm nay.